mình cùng bay. Phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Xem trọn bộ duy nhất trên VN. Đêm qua, bài mà kết thúc ta tuyệt vời. Em đúng là người cố thể khiến anh cũng hết ngạc nhiên đây. Thôi, em đi về nha. Trời còn chưa sáng hẳn mà. Anh nhìn em có giống con gái hay đi qua đêm không? Tối qua em không về nhà, chắc ba mẹ em đang lo lắng lắm. Hai người bùng hộ, cũng biết cách quản con cái quá chứ. Ba em có lúc nói nguyên truyền, nhưng về chuyện của em, ông qua đặt con nội trời. Ông giữ con gái rất kỹ. Nhưng mà sau đêm qua chắc anh nghĩ khác về em rồi đúng không? Em tự dấn thân vào khăn cọp như vậy mà. Anh cố phải ngu ngốc đâu mà con hiểu. Bàm vật đặc dĩ, em mới phải đi đến nước này. Ai biểu em, từ đầu lại nghĩ ra mấy cái chỗ thù lòn thù giả chứ. Có là em đã về nhà anh, làm phu nhân từ sớm rồi. Em phải đi về. Cô càng gấp vậy không? Em không gấp, nhưng em sợ là em đã hết cái để mà anh khám phá rồi. Cậu đánh xe lại nhà tôi đi. Ô là trời, nghe điện thoại rung mà em cứ tưởng là thêm lôi ngoài em không á. Thì nhớ em không được sao? Anh mà không nhớ em mới là phạm pháp đó. Nhớ em có vi phạm hợp đồng không? Sao? Lại là một hợp đồng ngắn hạn nữa hả? Em đến đây nè, rồi sẽ biết. Nhưng mà ngoài trời đang mưa mà. Sẽ có quần đêm vừa cho trời mưa, làm em uất. Ok, vậy anh đợi em chút nha. Sao cô lại ở đây bao giờ này? Tôi biết là đã phi lắm rồi, nhưng tôi nhất định không nói chuyện với ông. Có thể khi tôi nói ra, ông sẽ khinh thường tôi, nhưng tôi sẽ không hối hận. Mọi chuyện giữa tôi và gia đình cô đã xong xuôi từ hôm nay rồi. Cô không cần phải bản thân để giải quyết chuyện đó. Đôi không phải là chuyện đã qua, nhưng với tôi mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tôi cứ nghĩ về chuyện này mãi, mà mỗi lần nghĩ đến tôi như bị mắc nghẹn ở cổ. Tôi xin ông, tôi lạnh lắm. Cô hãy vào tầm trên này. Tôi chạy qua đó. Tôi sẽ cho tài xế đưa cô về. Tôi có một bí mật cần phải nói cho ông biết.
cô nói gì? Tôi vẫn còn là con gái. Cô chờ tôi. Hôm nay con được. Tại sao? Con cách rồi. Nhưng mà xin em muốn hết rồi. Mà, xin lỗi. Hôm nay con được. Về đi. Hôm nay mày cho em tới luôn á. Tối đêm thì cho em xong nhá. Ok. Chủ tịch, chuyện gì xảy ra vậy? Chắc là ban nãy tôi dầm mưa lâu quá nên ngất đi mất. Tài xế của ông còn ngoài không? Để tôi đi về. Cô đã mặt con đến đây rồi. Cô bí mật gì cứ nói đi. Tôi đã nói rồi đó. Chuyện lần trước là tôi chỉ muốn thử lòng của ông mà thôi. Mà chắc bây giờ bí mật này cũng không còn quan trọng nữa. Thôi, tôi xin phép. Con Đào, tôi đang nỗ lực để khám phá bí mật. Cô vừa hé lộ đây. Sao bỗng dưng mọi việc lại diễn ra như vậy? Con Ngân nhà mình từ bé tới lớn luôn là niềm kiêu hãnh, niềm hy vọng của tôi. Mọi việc xảy ra làm tôi chết đứng. Con bé nhà mình đáng lẽ ra phải được mọi người ghen tị, thế mà bây giờ con bỏ mẹ như con nào cũng có thể trả đạp được nó. Tôi đau lắm bà biết không? Bây giờ ông hỏi tôi biết trả lời ông sao đây hả? Mọi chuyện ông nội xảy ra với con Ngân á, mình đã có tính toán trước được, cho nó tự quyết định thôi. Mấy bây giờ tôi tính vậy nè, số tiền hôm trước mà ông Quan đưa cho mình á, còn đó, ông lấy ra đưa cho Ngân đi, hết để làm vốn đi, rồi coi á kiếm chỗ nào ở, chứ còn mặt mũi nào ông để cho nó ở trong nhà này nữa. Có
tôi xem cái lắc này được bao nhiêu tiền. Hai triệu, được lấy. Sao rẻ vậy? Thì hai triệu đó, được lấy à. Thôi hai triệu thì hai triệu. Còn cái vụ hôm trước á, cô xoay được tiền không? Giấy tờ nhà cậu đưa á, không có giá trị vậy. Nó chỉ là giấy viết tay để cho mượn đất canh tác, không có công chứng thì làm sao tôi cho cậu vay được? Nhưng mà tôi ở cái miếng đất đó hơn 20 năm rồi, không phải nhà tôi với nhà ai. Hôm trước cũng có một ông cầm cái giấy giống như cậu vậy đó, tôi cũng từ chối. Ông không biết điều mà ông còn quay lại ông chửi thẳng vô mặt tôi nữa. Với lại tôi nói cho cậu nghe nè, không chừng cái chủ mà đất cũ đó, người ta sẽ lợi đó, người ta đuổi các cậu đi. Lúc đó đó, các cậu xách đồ đi còn không kịp nữa. Thôi rồi, đưa cháu 2 triệu đi. Nè, với cái giấy hôm hổm cậu gửi cho tôi đó, là tôi đưa lại cho cậu đó nha. Tôi không có giữ gì nữa nha. Cảm ơn cô nha. Rồi. Anh chỉ cần cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ lo liệu tiền thêm cho em. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bên em. Em biết là chỉ có anh mới thật lòng tốt với em như vậy. Mà nghĩ cũng lạ, anh ở mảnh đất đó bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ không biết giấy tờ nhà của mình không có giá trị? Nếu như chuyện này không có xảy ra, anh cũng không biết được đâu. Mà có một cái điều lạ lùng là bà chủ tiệm cầm đồ á, bà kể khi xưa cũng có một người trong xóm này cầm những giấy tờ như anh. Anh cũng muốn biết người đó là ai em á. Nhưng rồi kết quả ăn sao? Như anh nói, chẳng cầm được cái gì cả. Đeo cây của em đâu? Anh có việc cần tiền anh bán thôi. Anh biết cái lắc này là mẹ cho em của hồi môn mà. Em cũng không dám đeo nó nữa luôn đó. Anh bán nó để làm gì? Anh cần tiền làm gì em nói em đi. Làm gì vậy? Cả nhà cả đất này luôn hả? Anh tính bán đi biết em còn kia đúng không? Anh là con sống phật, anh là con sống phật, qua đó đi, anh đã đi. À! Nghe nói hả? Con sống không biết gì hết. Anh Hoàng, em có chuyện muốn nói với anh. Nếu là về chuyện hôm trước thì nội cũng đã kể cho Hoàng nghe rồi, nên không cần phải giải thích đâu. Hoàng hiểu mà. Em có chuẩn bị sẵn một số tiền, hai đứa mình bỏ trốn với nhau đi, bỏ cái xứ này, bắt đầu một cuộc đời mới. Ngân cũng không cần phải bỏ đi đâu hết. Ngân cứ về nhà của mình, sống cuộc sống như trước kia, rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng sẽ không có hạnh phúc nào hết nếu không được ở bên cạnh anh. Anh cứ nói nội, cho nội qua hỏi cưới em là được nha anh Hoàng. Có lẽ Ngân hiểu lầm rồi. Hai người bên nhau cần nhất là tình yêu. Hoàng cũng đã rút kinh nghiệm chuyện của ba mẹ Hoàng một lần, không có tình yêu thì không bền được. Ngân, tình cảm của Ngân và Hoàng cũng không giống như là tình cảm mà Ngân tưởng tượng. Ngân có như vậy làm lỡ dở đời mình mất. Hoàng xin lỗi.
Có phải anh đối xử với em như vậy là do anh ám ảnh chuyện của mẹ mình không? Em không có giống mẹ của anh. Em không bao giờ bỏ chồng mình vì người đàn ông khác. Ngân thì biết gì chuyện của mẹ Hoàng. VEON phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.